tất cả mọi người. Xin chào bà con cô bác, xin chào bạn bè gần xa. Hôm nay là ngày về miền xứ lạnh của hai vợ chồng mình, là ngày thứ hai á anh. Chuẩn bị chiều nay đi về ra sân bay về miền xứ ấm. Một lát nữa đây tối nãy mình sẽ đi mua vài món ở chỗ khu Việt Nam á, mua về là làm quà biếu cho mọi người ở Florida. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn chơi là mặt người, cho bỏ gian lao ngần này phép giống chơi. Tín yêu chưa từng nói mà đường yêu vun vút vào đời. Nè, giờ cái quán đầu tiên của hai đứa mình vô để mua đồ về Florida là quán Lee Sandwich. Đây là cái quán đầu tiên của hai đứa mình vô mua đồ nha. Lee Sandwich. Lỗi Mỹ anh. Mua bơ á, mua bơ ăn bánh mì á. Ngọt. Con cháy thôi. Cái này đi. Đó. Ủa đó đúng rồi. Hai hộp. Mình hộp. Anh muốn ăn không? Anh chơi bơ mà. Bơ cô lấy đi. Rồi. Thôi. Cũng hộp được rồi. Mấy đồng? Mì mới là lò không chị? Hai ổ. Thì không á. Dạ. Thôi. Bánh mì mới ra lò nè. Ồ, hấp dẫn không?
chứ. Cái điểm dừng thứ hai của mình là Fuki Hồng Kông Style điểm sắm nè. Chỗ điểm này là nhà hàng China. Ủa tới hết chưa anh? Chưa tới mà. Có phòng riêng bên kia chứ. Trong đây bán gà Tây Thi ngon lắm á. Anh có mua gà Tây Thi không anh? Gà Tây Thi không? Gà Tây Thi. Phải không? Không nhớ hả? Có vịt quay nè. Vịt quay. Hai con hả? Cho em hai con gà hấp muối chua rô nữa không? Ok, quanh quanh chập chua chứ kìm. Ok. Đây à. Cơm chiên Tây Thi. One tray. Một phần và một tray. One tray, small one. One tray. Một tray. Ok, got it. Yeah. Okay. Thank you. Đây là gà hấp muối. Mua gà hấp muối á. Gà tít xương gà hấp muối. Dạ. Về cái này cơm. Ba con. Cái này cơm chiên Tây Thi. Sao chị cầm về được? Bỏ vô thùng á. Nè. Cơm chiên Tây Thi. Đặng lắm. Đây một phần nữa. Rồi next stop giờ mình đi vô qua chả lụa Ngọc Hưng. Cái này số 1 cũng ngon lắm á. Đi mua chả lụa. Ai đến đây cũng phải mua chả lụa giờ làm quà hết trơn á. Có không? Ủa mới ra luôn á hả? Trời ơi, đã vậy. Em lấy mấy cây? Em muốn mua 10 cây có không chị? Có chứ. Có luôn, chơi luôn. Bao nhiêu một cái gì? 12 đồng 60. Chiên hả? Chả bò chiên hả? Ô, mua 2 cây chả chiên nè. Cái 10 cây với 2 cây kia nha. Cái này cái nọ đó, chiên á. Dạ. Đây là chả lụa Ngọc Hưng nha anh chị em nào mà xuống vacation ở vùng Hoa Thành Đố có ghé đi mua làm quà rất là ngon. Em ở Florida chị. Ê vì tôi mình có không hả chị? Làm mỗi lần 30 phút một lần. Dạ. 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 À lát em ra sân bay liền luôn á. Dạ em ra sân bay luôn á. Đây thấy không hấp dẫn không mọi người? Wow, có đóng hổi luôn nè. Ngon quá. Ở đây còn trống nè, cho thêm cây dưới này đi anh. Dạ cho nó đừng có chạy á. Chơi 2 cây chơi luôn. 12 cây nha. Rồi. Bao nhiêu nữa? Rồi vô luôn. Đó, thấy không? Có nha. Mới đủ ăn rồi đó. Dạ. Đẹp trai nè. Dạ. 152-35. Giờ ghép mình như Lan. Mấy em 5 ổ chị. 5 ổ nhiêu chị? 5 ổ nhiêu? 6 đồng. Dạ? 6 đồng 1 ổ. 5 ổ? 5 ổ 30 đồng. Rồi 30. Mua bánh mì Như Lan nổi tiếng lắm nè nha. Tên gì? Tên Trâm chị. Rồi. Mua đem về Florida ăn nè. Ồ. Rồi. Dạ. Ờ à, như là chắc bỏ đồ riêng luôn hả? Bình chia riêng hả? Đồ chua riêng. Dạ. Cái chút còn lại. Đây ghé tiệm mua băng nhạc. Giờ hủ này. Lâu lắm rồi. Dạ đúng rồi á, nhớ hay quá. Rồi anh lựa băng nào đi. Cũng còn 10 cũng còn 10 đồng 9 đồng không lên giá ha. Dạ hơn hả, trẻ hơn. Tới đây hết già, tới đây thôi. Không, thấy em không có già. Thấy em cũng vậy rồi, không có già. Alo em gái. Hen. Sao cưng?
có gì lạ không? Giờ mình đi lại tiệm, nghe nói cái tiệm sinh tố này, tiệm bô bà này là bán cà phê muối ngon lắm. Thấy cái ly không? Cái ly bự tổ bố luôn á. Wow. Ok không? Vô đây. Vô đây mua cà phê muối. Wow, đẹp quá trời luôn. Giống như... Wow. Wow, đẹp quá ha. Con nè. À, bán ly cà phê muối đi. Ly đó chị. Dạ. Bán cái này đi. Ồ, bên đây hả? Nhưng nói cà phê muối ngon lắm hả? Chị muốn mua 8 ly tặng ly không? À, không. Tặng 2 ly không? Không có, uống không có. Uống mình à. Muối bỏ muối gì? Không biết. Không phải cho lì không? Không phải cho lì nha. Có. Ok. Cái gì mà ngon nhất bỏ vô đi. Tại vì 6 đồng 32 cent. 6 đồng 32. Chị muốn loại đậm đặc đúng không? Loại uống uống chờ đá tan từ uống luôn. Hả? Chị muốn uống cái loại mà chờ đá tan từ từ uống luôn hay là chị muốn loại uống liền? Chờ đá tan từ đi. Ok. Ok nha. 6 đồng 32 cent. Cái quán này có chi nhánh không? Dạ. Có chi nhánh không? Dạ có. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà có xuống Flora không? Dạ. Bữa nào xuống Flora dạ, là mở một quán đi. Dạ. Ở dưới chưa dạ, có. Flora. Dạ, hồi nãy Flora. Có công chị nha. Dạ, quán này tên là TDM hả? Dạ đúng rồi, TDM. Không, hồi xưa mình ở Vị Nha. Ờ, dạ. Mình muốn dưới. Nhưng mà nghe bà con đồ mà cà phê muối ngon. Dạ. Hấp dẫn. Dạ. Ghé đây mình là giới thiệu cho mọi người ai có tới Virginia đó ghé Eden Center đó để ủng hộ. Nhìn đẹp không nè, thấy không, trời ơi design đẹp quá. Ok. Ủa có xong vậy hả? Ủa lẽ dữ vậy, ồ lắc lên vậy hả? Wow. Mình ít khi nào uống lắm nhưng mà nghe quảng cáo rồi thử. Bye bye nha. Trong đây nó tối tối mà mờ ảo ảo. Bộ ghế đẹp quá ha. Ai nào có thử cà phê muối ơi, em mới mua, lắc lên, lắc lên. Lắc không? Lắc sắp lên, ra rồi, cái cây tọt vô. Ôi dạ. Rồi, uống thử coi. Uống đi cà phê muối. Mua ở Fort Josh nè. No, Fort Josh và chi nha. Ở tiệm gì á. Có địa chỉ đây không? Không. Lấy cà phê thì chứa 3 đồng 55 cent nè. No, cái đó lúc 3 giờ. Ok không? Ở đây. Hả? Ngon không? Sao? Là lạ. Là lạ hả? Em thử coi. Nó có sữa không được. Thử coi. Ngon lắm. Anh uống à. Nó vừa chua chua, ngọt ngọt. Gì chua chua giống nữa? Mặn mặn, béo béo. Kệ quảng cáo kia này người ta dám mua. Gì sữa có chua chua. Đâu thử coi. Cà phê muối hả? Uống này không? Dạ, em về Florida lại. Về Florida lại hả? Dạ. Uống chặt heo trong nhà thờ. Đó. Hãy coi hả? Ok, rồi. Giờ tích 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 tiếp tục coi nữa nha. Dạ. Dạ, có nè nè. Nào. Có cái số điện thoại em không? Hả? Nè. Số điện thoại đi xuống dưới gọi em chở đi chơi. Nè, cho cho em đi lời gửi ý kiến đây à. Xuống dưới phải biết nhà thổ địa đó muốn dắt đi chơi phải không? Thiệt á. Lấy số em đi, muốn xuống dưới em lấy tàu em chở ra đảo rồi chơi. Anh tên gì vậy? Chị.
Huỳnh Vũ. À, anh chị, anh chị coi coi cái channel của tụi em á hả? Anh bấm qua cái nào đấy à. Dạ. 703. Dạ. 459. Tụi em thuế là đi thuế về. Chuẩn bị về lại phô ra. Dạ hả? Dạ. Dạ. Tại tới ngày ốp nè, thầy dạ. Luôn. Dạ. Thì cũng làm gần đây tại Việt Nam rồi. À, nè anh chị này, anh chị này vô tình lên YouTube coi là thấy tụi em nhận ra luôn. Mình tên Liên Nguyễn. Dạ, nhận ra luôn. Nhận gần đây luôn. Vui chị vui ha. Dạ. Chạy về nhà có mười mấy phút. Tụi em ở đây 20 năm rồi. Ừ. Mình sáng 13 năm, hai vợ chồng hai đứa con 13 năm. Dạ. Thì ra đường anh chị nhận hai đứa mình mới vui chứ. Đó cũng là hạnh phúc đó chị. Dạ. Dạ. Khai thuế của cô đây nè, cô dạ. Dạ. Năm nào cũng ra khai đó. Trời nghe nói cà phê muối ngon á, em ghé em mua thử dạ, uống. Thử đó, dạ. Cũng đi chơi đó, ngồi dạ. Cho em đưa đi chơi giống gia đình vậy đó. Dạ dạ. Hử? Rồi bây giờ mình đi về, xong rồi. Này ra cổng ấy đen nè, cảm ơn nè, hẹn gặp lại nè, thấy không? Thấy ghê không? Cái xe này nó che mất rồi. Rồi. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Mình xin tạm biệt mấy người, tạm biệt. Thank you, see you again. Thank you, see you again. Đó, thấy không? Dạ. Đây là Vinky. Cái tiệm này là cuối cùng stop nha. Mua đồ món gì gà chiên xối tỏi rất là ngon. Xào xiên tỏi chứ. Ở lúc mình ở viện ở đây á, lúc nào mình cũng mua ăn á. Bữa nay mình ghé mình mua đem về. Dốc. Ôi ôi. Dạ. Chào bố ạ. Cảm động chưa? Giờ này. Không gặp. Không có nhà. Xin lúc. Thấy ngon chưa? Ồ, hấp dẫn ha. Đó thấy chưa? Đó cái được rồi, giống nhau. Hai cái. Đó. Quấn là kêu quấn thêm anh. Chị, quấn chặt anh. Cho thêm chị này được không? Ủa em muốn mua bánh này nè anh. Cho một lực nè. Mua cho em đi. Mấy cái. Đó, 5 6 cái gì đó. Thì em 6 cái đó luôn chị. Ok. Đang cứ mua bánh đó đó. Đây con bán vịt quay, heo quay, gà quay luôn nè, thấy không? Vịt vô to vậy? 37 đồng 90 xem bà con. Hả? Bao nhiêu? 37 đồng 90 xem bà con. 37 đồng. Nói nhanh quá. 37 đồng. Mua con nè. Mua cho em coi, coi chặt đi. Thử vô chặt cho. Mua hai con vịt nè. Chặt chi anh? Chặt nó hả? Vô, vô tới bếp chặt luôn hả? Anh lấy cái gì? Lấy gì? Hả? Lấy cái gì? Lấy vịt. Cái này làm việc mà. Ok. Chặt một con vịt hết. Lấy muối ra mà. Lấy gì ra anh? Lấy ăn chi vậy? Thì tao phải lấy tao thành đi chảy đầy thôi. Đúng không? Ừ. Tao biết tao làm gì rồi. Hết giờ rồi. Yeah. Rồi xong đi về. Rồi em sẽ thăm anh. Ok anh nha. Dạ. Dạ bye bye nha. Dạ. Bye bye. Rồi quá trời đồ trong đây luôn. Em mới có cái khác nữa. Đây. Bỏ vô luôn. Dạ ok nha. Rồi, xin tạm biệt mọi người nha. Xin hẹn mọi người video kế tiếp. Giờ chuẩn bị, hai đứa mình chuẩn bị ra sân bay. Bye bye. Watch the YouTube channel của Thành với Trâm.
nếu mà bà con có thích á, không thích, không thích, thích không thích cũng ý kiến cho tụi em biết, có gì mình nói sao góp ý kiến đó. Nói chứ mình sẽ hoàn thiện cho nó tốt hơn, đặng mình chia sẻ cho cuộc sống ngắn ngủi này cho anh em bà con coi coi cho nó qua ngày qua tháng. Rồi nếu mà thích thì cho Trâm Trinh một cái like hay subscribe, đặng có cái phiền kế tiếp nó nhảy lên nữa cho bà con coi ha. Thôi xin chào, cảm ơn nhiều, love you guys.